Món nước uống này nè các bạn thì giải khát trong mùa hè rất là tốt nha các bạn. Uống vô rất là ngọt, nha đam thì nó không bị nhớt quá, nước thì nó cũng ngọt vừa phải. Và cái hạt é thì cực kỳ mát luôn các bạn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Em Họ Bùi Vlog nha. Hôm nay thì anh em họ Bùi mình sẽ quyết định làm một thức uống rất là mát và cực kỳ là ngon luôn. Trong những ngày nóng nực như thế này, hai anh em mình sẽ làm ly nha đam hạt é thương phèn khổng lồ. Đây các bạn có thể thấy đây chính là cái ly. Nguyên liệu chuẩn bị của mình sẽ có là thứ nhất là nha đam, thứ hai là mình đã chuẩn bị đường phèn các bạn. Bên cạnh đó mình chuẩn bị hai gốc lá dứa. Và nguyên liệu cuối cùng là é nha các bạn. Giờ chúng ta bắt đầu làm thôi nha các bạn. Các bạn ơi, cắt bỏ cái phần này đi để nha đam đường phèn mình làm nó không bị đắng nha các bạn. Rửa ba mũ đi. Rồi. Thank you.
Các bạn ơi, nước bắt đầu nóng lên rồi nè các bạn, thì mình bỏ lá dứa vô nha. Đây là 300g đường các bạn. Rồi các bạn ơi, sau khi mình đã bỏ cái lá dứa với đường vào trong đây rồi, thì anh em mình sẽ tiếp tục đợi cho nước sôi lên và anh em mình sẽ quậy từng ăn đường nha. Bên cạnh đó thì anh em mình đã chuẩn bị xong cái hạt hé. Đây các bạn thấy nè, hạt hé nè. Đó, xong hạt hé. Và cái nha đam. Nha đam thì anh em mình cũng đã làm xong rồi. Thì nha đam thì anh em mình đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ như thế này. Bây giờ chỉ đợi nước sôi lên và cái mùi lá dứa nó sẽ tan ra vào trong cái này. Nó sẽ rất là thơm. Các bạn ơi, sau một thời gian chờ đợi thì cái nha đam đường phèn của mình nó đã nguội rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị để mình đổ ra cái ly khổng lồ và mình làm một ly nha đam đường phèn hạt hé khổng lồ. Thì đầu tiên thì mình chuẩn bị đây là nước đá nè các bạn. Nước đá là để nguyên cục luôn. Cuối cùng mình đã làm xong, mình đã trộn hạt hé và nha đam lại rồi nha các bạn. Hiện tại thì anh em mình đã làm xong ly nha đam hạt hé đường phèn khổng lồ rồi nha. Còn bây giờ anh em mình sẽ uống thử nha Nhi Bụi. Wow, cao hút dài. Thì mình uống coi như thế nào nha. Món nước uống này nè các bạn thì giải khát trong mùa hè rất là tốt nha các bạn. Uống vô rất là ngọt. Nha đam thì nó không bị nhớt quá, nước thì nó cũng ngọt vừa phải. Và cái hạt hé thì cực kỳ mát luôn các bạn. Thì với ly nha đam hạt hé đường phèn khổng lồ này chắc chắn sẽ giải nhiệt mùa hè rất là tốt cho cơ thể nha các bạn. Nước nha đam này nè các bạn, mình có thể đóng chai và để trong tủ lạnh hàng tuần lễ vẫn được nha các bạn. Thì mình nãy uống hàng ngày để cho nó giải nhiệt mùa hè này nha. Nếu các bạn thấy hay và thích kênh anh em Họ Bùi Vlog thì hãy nhanh tay bấm nút đăng ký phía dưới và nút chuông để nhận thông báo về những video mới nhất của anh em Họ Bùi nha. Còn bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục uống ly nha đam hạt hé đường phèn khổng lồ này. Và rất vui vì các bạn đã xem video từ channel anh em Họ Bùi Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Rồi bây giờ nhà mình là vô chai nha, vô chai để dành để trong tủ lạnh uống, với gửi cho mấy cô bác mình uống nữa. Wow, ngon quá. Đây, ở đây vô được quá trời luôn rồi nè, 1, 2, 3, 4 chai. Đây đây nhé, thêm miếng nữa.